chào quý vị và các bạn. Có một trường hợp cũng khá là phổ biến, thường hay xảy ra là tiếng bị nhại lại rất khó nghe, không thể nghe điện thoại hay ghi âm được. Trong clip này, Duyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khắc phục iPhone bị vọng, nhại tiếng khi nghe gọi điện thoại. Các bạn vào cài đặt, vào quyền riêng tư, chọn micro. Kiểm tra xem ứng dụng cần sử dụng mic có được cấp quyền hay chưa, nếu không có ứng dụng nào thì bỏ qua. Bước 2, các bạn vào cài đặt, vào cài đặt chung, vào trợ năng, bật khử tiếng ồn điện thoại. Sau khi thực hiện xong hai bước trên, các bạn thử gọi một cuộc điện thoại để test thử xem có bị nhại tiếng hay bị vọng lại tiếng hay không. Trên đây là cách để khắc phục iPhone bị vọng, nhại tiếng khi nghe điện thoại. Hy vọng clip sẽ có ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!